Gì đây, gì đây? Vừa mới kiếm được chỗ anh cành hoàng đàn Tết Lạng Sơn này về để làm vòng này. Ui giời ơi. Cái cành này nhá, anh làm hoàng đàn 8 đi thoải mái. Anh nhìn cái gốc của nó to như thế này cơ mà. Ui giời ơi, cái bà này chẳng nghe ra thế nào. Cái cành này là cành non, mặc dù ấy là cái cây nhà mình là nó sống được 6 năm rồi, nhưng mà cái cành này nó trắng xóa như thế này thì nó không phải là làm được vòng. Cái cành này nó vẫn đang còn rất còn non, cho nên là tỉa nó đi để cho cây nó lớn hơn thôi. Chứ bà này đem cái cành này làm vòng nữa, người ta trắng ơn ởn đấy, người ta đeo thành vòng hoàng đàn trắng à. Trời ơi, nhưng mà cái vòng của anh có 149k, anh làm bằng cái này cũng được. Không phải, 149k đây này. Nhưng mà cái 149k này ấy, là cũng vẫn phải chọn những cái cây mà 5-70 tuổi ấy, mà cái chất của cái gỗ ấy là nó phải tốt. Để làm sao mà khi mà lên được vòng ấy, thứ nhất là màu nó hơi sẫm, và thứ hai là nó phải ra tuyết trắng như này này. À thế à, chứ cái màu trắng kia làm xong rồi người ta lại bảo mình làm bố láo vớ vẩn. Đấy nhá, đây này, cái vòng 8 ly này bây giờ em đeo thử vào tay xem. Tuyết đấy, tuyết nó lên như này đúng không? Và khi mà em đeo vào tay ấy thì em mới thấy là cái vòng mà anh chọn cho em với lại mọi người đeo à, thì cái vòng này là vừa với những người khoảng 50-52 cân à, và cái thứ hai là nó phải lên tuyết như này. Thì em thấy đeo vào tay nó có đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Nhìn lung linh đúng không? Đấy, nó phải như thế. Rồi, nhìn xinh chưa? Rồi, thôi rút kinh nghiệm nhá. Vâng, ok anh.